Dạ vâng, Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào toàn thể các bác ạ. Có lẽ cũng rất là lâu rồi thì em Hải mới có cơ hội để lên sóng và review tới các bác các dòng đẩy công suất hàng bãi các bạn. Phải gần 6 tháng rồi đấy. Thì hôm nay rất là vui mừng khi mà ở tại cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh Audio, em có về một lô gồm 15 chiếc đẩy công suất hàng bãi 2 kênh thương hiệu của USA, phục vụ các bác và anh em khu vực miền Nam ạ. Thì với chiếc đẩy này, công suất rất là phù hợp cho các bác có thể phối ghép trong bộ dàn karaoke gia đình. Đấy, công suất của em nó là cho ra 800W trên một kênh và chạy 2 kênh ạ. Thì với công suất 800W thì các bác có thể là phối ghép với những đôi loa bát 40 coi 100 hoặc là đánh tối đa được là 2 đôi bát 30 coi 75, 76 ạ. Hôm nay em về tổng cộng là 15 chiếc. 15 chiếc này thì có 5 đơn hàng của bác khách đã đặt rồi, thì còn 10 chiếc nữa và xả các bác và anh em với giá cực kỳ tốt ở khu vực miền Nam các bác nhé. Và lô hàng này về thì hàng rất là đẹp, hàng tuyển đẹp các bạn, đời sản xuất rất là gần, đời khoảng 2020-2021 và hàng còn rất đẹp, chỉ có là lau chùi mông má lại, lau chùi đi thôi là có thể là bán cho các bác và anh em rồi. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế mặt trước là mặt phay nhôm và sơn là sơn màu đen này, rất dễ phối ghép với những bộ dàn vốn có của các bác và anh em. Logo đề tôn M2, hai chiếc áp bi, núm volume vặn rất là nhẹ nhàng. Các đèn cảnh báo tín hiệu và đèn single tín hiệu đầu vào như là đèn đỏ này, đèn protect này, đèn clip cảnh báo công suất, single là tín hiệu, on là đèn bật nguồn, bright paranel, nút nguồn ở bên phải luôn nhé. Thì thiết kế của chiếc đẩy này là chạy mạch CRH, là mạch CRH nâng cấp các bạn. Đấy, thường thường là các bác thấy là mạch CRH là hai bên này hai thanh tản nhiệt, nhưng đây là mạch CRH nâng cấp chạy sò mô phép, tiếng cho ra nó sẽ sạch hơn so với là mạch CRH cơ bản kia. Đấy, thì mạch này thì tiếng nó sạch sẽ hơn này, sáng hơn, chạy là đôi 4, 6, 8 tụ. 8 tụ với điện trở là 6.800 microfarad. Bao nhiêu vôn các nhỉ? Ở đây, 63V, 6.800 microfarad. Các bác này, đấy, có thêm vỉ mạch xử lý âm thanh này, đấy, có cuộn cảm này. Nguồn rất là to nhé, nguồn đồng 100% với các bác và anh em nhé. Nguồn đồng này có dơ le chống cháy này, dơ le đóng tắt nó sẽ tắt nguồn, không có tiếng nổ nhé. Dơ le chống sốc. Đấy. Hai quạt gió, hai đầu thanh tản nhiệt làm mát bộ mạch khi hoạt động. Về phần hậu thì đường tín hiệu ra loa sẽ có hai cổng, jack kẹp và jack new trick. Đầu vào thì có hai jack Canon và thêm hai cổng link. Chiếc đẩy này thì các bác có thể là có đường link nhé, link sang đẩy khác này. Nguồn rời ạ. Lô này về rất là đẹp các bạn. Đấy, nhìn này các em, chỉ còn nó có là thổi quạt bụi thôi. Đấy, thổi bụi thôi là vỉ mạch nó rất là sáng và sạch này. Đời rất là gần thôi, chiếc đẩy này 2020-2021. Công suất cho ra là 800W trên một kênh, tiếng rất là sáng và sạch nhé. Chất âm của chiếc đẩy này là thiên về tiếng sạch và sáng. 800W. Lô này thì em về tổng cộng là 15 chiếc và đã có 5 đơn rồi, 5 đơn hàng là chốt rồi, còn 10 chiếc nữa. Và sẽ xả các bác và anh em khu vực miền Nam với một cái mức giá rất là tốt, 3 triệu đồng trên một chiếc ạ. 3 triệu đồng trên một chiếc thôi nhá. Giá là giá tại cửa hàng, chưa bao ship, chưa bao gồm vận chuyển ạ. Đấy, các bác và anh em nào quan tâm đến dòng đẩy đề tôn M2 với công suất 800W trong kênh thương hiệu của Mỹ này, có thể liên hệ trực tiếp cho em Hải khu vực miền Nam với số điện thoại hotline là 0982 352 313 và địa chỉ cửa hàng tại 48B, tư 6 điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và em có hỗ trợ trả góp cho các bác nào quan tâm cần hỗ trợ trả góp này. Bác chỉ cần cầm căn cước công dân qua trực tiếp cửa hàng hỗ trợ trả góp, khoảng tầm 5 phút là có thể hoàn thành hóa đơn, thủ tục hóa đơn các bác nhé. Và đối với dòng đẩy này thì em có bảo hành các bác và anh em là 6 tháng và bao zin, bao xịn các bác ạ. Đấy, các bác qua cửa hàng có thể test chất âm này và
được phép yêu cầu mở ra kiểm tra về độ zin xịn của chiếc đẩy này các bác nhé. Ok, xin chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Ô. Xin chào ạ.